Vẽ tranh Tết vô cùng đơn giản, thử cùng tôi nhé. Đầu tiên vẽ cho tôi một hình chữ nhật như thế này, rồi chỉ nó ra làm 4 phần bằng nhau nha. Sau đó dùng bút đen vẽ các đường ngang với tỷ lệ tương đương như thế này ở mỗi ô nè. Đó đó, thấy nó ra số gì chưa? Đúng rồi, chính là số nợ của tôi. À không, là số năm nay đấy. Để cho nó hoan hỉ thì vẽ chút màu đỏ ở đây cho nó thêm phần sinh động hen. Năm nay là năm con hổ, cũng là năm tuổi của tôi, cho nên là vẽ thêm một con hổ nữa cho nó đẹp. Ông bà nào mà sợ chưa vẽ ngay được á thì có thể pencil qua bằng chì trước như thế này rồi vẽ lại cho nó chuẩn hơn nha. Con hổ thì chỉ cần vẽ y chang như tôi là được rồi. Cái này siêu dễ luôn rồi ấy. Thêm hai cái chân ở đây nữa cho nó dễ thương. Để thêm phần hổ báo thì tôi sẽ vẽ thêm cái đuôi lòng thòng ở dưới này nữa nha. Đấy, thế là xong, ai cũng vẽ được luôn nha. Và đây là thành quả nè. Ta-da!